Đi lẹ lên. Đi lẹ coi. Từ từ. Lẹ lên mày. Nhanh đi. Mày đẩy dữ vậy. Đi. Lẹ lên. Ta đi. Đây. Lẹ coi. Nhanh lên. Đây. Lẹ lên. Nè, từ từ. Nhanh đi. Cái con đi thiệt á. Đi kiểu này chị nào mới tới. Nhanh lên. Lẹ lên mày. Đi. Đi cà rời cà rời hả. Lẹ lên mày. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Con mẹ á. Mày ơi. Ê. Mày á. Bỏ nó cho tao. Đi mày. Đó này nữa. Đi lên. Đi. Vô mày. Vô đi. Tao nói cho tụi bay biết, tao đã bỏ số tiền lớn để mua tụi bay về đây, thì coi như tính mạng của tụi bay đang nằm trong tay của tao. Con nào mà dám chống đối với tao, tao sẽ đánh cho mềm xương rồi bỏ đói luôn đó. Còn đứa nào mà ngoan ngoãn á, thì cơm ngày ba bữa, quần áo lành lặn, son phấn đầy đủ. Tôi xin ông, không, tôi xin ông mà thả tôi ra đi. Làm ơn đi mà. Đi mẹ chưa. Trời ơi. Thôi vậy. Đừng đó. Đừng đi đó. Mày mà la một lần nữa, tao sẽ cắt cái lưỡi mày luôn đó. Con này nó đẹp nè, tụi mày có đánh nó cũng phải chừa cái mặt ra nghe chưa, để nó còn hốt khách cho tao nữa. Mày nghe chưa? Dạ. Mày liệu hồn mày nghe mày. Chị có sao không? Chị có sao không vậy? Có sao không? Có ai biết, ai nói cho tôi biết ở đây là đâu không? Đây là Động Thiên Đường. Động Thiên Đường? Động Thiên Đường là gì? Là nơi mà tụi tôi phải tiếp khách mỗi ngày đó. Nếu mà ai chống cự rồi không chịu tiếp khách thì sẽ bị ăn đòn mềm xương đó. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Không. Làm ơn đi. Thả tôi ra. Tôi không muốn ở đây. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi.
Thả tôi ra đi. Nói này đại ca, tao nghe nói mày không chịu tiếp khách phải không? Tôi không làm chuyện này đâu. Mấy người thả tôi ra đi. Con chó, nghĩ mày. Mày tưởng mày trốn ra khỏi đây dễ lắm sao? Mày phải làm trả nợ cho tao 3 năm. Rồi sau đó mày muốn đi đâu thì đi. Tôi không mắc nợ các người. Mày không mắc nợ tao hả? Nhưng mà đã có người bán mày cho tao rồi. Ba chín. Tám chín gì ở đây tao không cần biết. Tao đã mua mày về đây thì mày phải làm gì cho tao? Các người, tôi xin các người, các người bắt tôi làm gì cũng được hết, nhưng mà đừng có bắt tôi tiếp khách. Mày đã vô đây á thì chỉ làm nỉ, chứ còn gì khác đâu mà làm. Nếu mày ngoan ngoãn chịu nghe lời á thì tao sẽ nương tay, còn không á tao sẽ cho mày no đòn đó nha con. Không, tôi không tiếp khách đâu. Mày lôi nó ra ngoài, treo nó lên. Không. Bỏ đó nó 3 ngày coi nó còn chống nó không. Dạ. Không. Đi. Tôi không tiếp khách đâu mà. Tha cho tôi đi. Tôi không tiếp khách đâu. Ông tha cho tôi đi. Ông tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà không. Chuyện gì vậy? Lại, lại. Đi ra ngoài đi. Có sao không? Có sao vậy? Thôi ngủ đi, không sao đâu. Ngồi dưới tiếp đi, không sao đâu. Đừng có mệt đi. Ngủ đi, ngủ đi. Ờ. Nè, ngủ đi. Thôi ngủ đi, không sao đâu. Gì vậy?
Mày làm ơn có thể đứng yên một chỗ giùm tao được không Khương? Nhức mắt quá. Nè, hai đứa mày có chắc là Trúc Trà đi đường này về không? Sao không chắc được? Tao với thằng Bình á là hai thằng bốn con mắt, thấy nó đi vô cái đường này nè, nên tao mới kêu mày á tìm cách chặn đầu nó đó. Sao bây giờ chưa thấy tới nữa? Thì tao cũng như mày thôi, sao biết được. Ê, 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 tới rồi. Nó tới rồi. Vô. Người đẹp đi đâu vậy người đẹp? Mà anh tránh ra cho tôi đi về đi. Đạp xe đạp mà về tới nhà là mỏi chân lắm. Để xe đạp đây đi, lên xe đít anh đậu đằng kia. Anh đề máy. Đúng rồi. Anh chở em đi uống cà phê, đi ăn kem, ra thị trấn coi cinema tối về hén. Mà anh tránh ra cho tôi đi về có được không? À, về hả? Về đi. Về đi. Về đi. Không về rồi, người ta hết muốn về rồi, về không được. Không thả ra tôi la lên bây giờ á. La đi. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa. Lấy xe rút trà, bỏ lên xe rít để tao đưa trà về. Nhanh lên. Mày đó, mày đi đây. Mày á, mày đi đây. Mày á. Cứu tôi với. La, ở đây có ai đâu mà la. Trời ơi. Mày làm gì con gái tao hả? Mày làm gì con gái tao hả? Trời ơi, giữ được kệ ổng chứ làm gì phải sợ ổng. Ổng không mua trà của mình mà đi bán cho khác. Ủa sao con đi học về mà đi ngang qua đây chi vậy? Sao ổng về nhà? Tại vì con muốn chờ ba về đi chung với con. Cũng may là ba đi lấy mấy bao trà đó nên đi ngang qua đây gặp con á, chứ không thôi là mệt với cái đám yêu quỷ này nè. Thôi đi về. Nhìn theo gương con này, tao sẽ cho tụi bay chết không ra chết, sống cũng không ra sống. Quánh tiếp nó cho tao. Mày á chết mà con. Chưa chết mà chưa nè. Trốn hả? Giả bộ hả? Đi đó mày. Mày dạ, chào đại ca. Lâu quá không thấy ông chủ qua đây chơi. Dạo này mần ăn khó khăn, chứ đâu có dư tiền mà qua hoài. Ông chủ cứ xạo hoài. Còn xíu đâu? Tới lần nào á, ông chủ cũng hổ xíu không à. Biết bao nhiêu con mà ông chủ không mê, lại đi mê con nhỏ đó. Mình dây. Đúng cái gu ngộ thích nên ngủ khoai. Tụi mày đâu? Biểu coi. Dạ. Dạ. Mày vô cái con xíu á, chuẩn bị sạch sẽ đi. Dạ. Để đón tiếp ông chủ. Dạ đại ca. Đi đi. Dạ. Dạ cảm ơn ông chủ. Ông chủ à, để em nói ông chủ nghe. Khoái rồi phải không? Tụi bay cứ chọc mọ hoài à. Không cần đâu, kêu xíu tiếp đi. Dạ dạ, mời ông chủ. Vậy mới được dạ, cha. Mời ông chủ. Đi đi. Dạ dạ, thứ này.
Chào em yêu. Sao thần sắc của em lúc nào cũng nhợt nhạt vậy? Lại đây anh thương. Hôm nay tôi mệt quá. Đổi người tiếp ông được không? Em có biết không, Ngộ rất là thích em. Nếu như ông đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ là của ông. Chị tiếp khách rồi. Anh ơi, hôm qua giờ em tiếp khách quá trời. Sáng giờ em cũng tiếp khách quá trời, em mệt rã người. Em sợ không đủ sức khỏe, em xỉu á. Xỉu hả? Vậy mày, vậy. Có ăn cơm không? Có ăn thì có đà mày. Mày tính tránh né tao hả? Mày không thích ăn cơm mà muốn ăn đòn phải không? Cho mày ăn đòn nè. Con này. Nè. Ông mày làm gì vậy? Nó làm đi tù đó. Mày im cái miệng mày lại mày. Mày ngon quá ha. Tại có khách yêu cầu nó. Còn không quá hả? Tao lôi đầu mày đi rồi. Đi mày. Đi. Đi. Dạ chào anh. Rồi, dạ cảm ơn anh. Đứa nào thường tiếp ông A Quẩy? Dạ em. Thôi, mày tiếp hoài à. Hôm nay mày nghỉ một bữa đi. Tiến, tra tiếp ông A Quẩy.
Anh ơi, hôm nay em mệt quá, anh cho em nghỉ ngày hôm nay nha. Hôm nay chị Tuyết chỉ mệt, cho em đi thế chị nha. Sao hôm nay mày nhiệt tình quá vậy? À, hay là ông ma quẩy cho mày tiền rồi mày giấu riêng đúng không? Dạ. Được rồi. Dạ, dạ không có, em không có tiền thiệt mà, em không có tiền đâu. Dạ, tại vì chị Tuyết chỉ bệnh mà em lại là khách mối của A Quẩy, nên cho em đi thế nha. Mày tốt quá ha. Đi đi mày. Dạ. Đi lên mày. Định đưa tôi đi hả? Em vô đây. Chào mấy anh em. Giới thiệu với mấy anh em, đây là Xíu, vợ của anh. Em đừng có sợ. Cái này là nhà của anh. Em về đây em làm vợ lẽ của anh á. Cái nhà này là của em, em đừng có sợ gì hết. Thấy không? Còn đây là mấy anh em của anh không à, anh em ruột đó. Em đừng có sợ ha. Em của anh thì cũng là em của em, hiểu không? Chào mọi người đi. Rồi vậy ha. Em ơi, lên lầu. Em nhìn đi, đây là phòng của em. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em. Tôi muốn em. Tôi muốn tắm. Em nghĩ mệt đi rồi tắm, đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không, tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Nhà tắm ở đâu? Tôi muốn em. Tôi muốn tắm. Em nghĩ mệt đi rồi tắm, đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không,
Tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Nhà tắm ở đâu? Dậy. Dậy đi. Có chuyện gì vậy ông? Dậy đi, xuống nhà có việc. Lẹ lên. Đây. Dạ anh hai uống nước. À. Gia đình tôi á có ba anh em ở chung trong nhà. Kể từ bây giờ cô á là người ở cho cái gia đình này, phục vụ cho ba anh em tôi, rồi nấu cơm nè, lau nhà, giặt đồ cho tất cả mọi người, biết không? Biết không? Dạ. Mà tôi nói nè, ở đây á, ở cái vùng này á, cô không có được đi ra ngoài, cô biết chưa? Cô đi ra ngoài á, mà không có giấy tờ á, làm quản là bị bắt ở tù đó. Tôi nói cho biết vậy đó, nghe chưa? Dạ. Rồi giờ thấy gì không? Thấy cái gì không? Dạ thấy. Thấy thì làm đi, đợi gì nữa?
con. Ba giữ gìn sức khỏe nha má. Làm gì mà giờ này ngồi đây khóc vậy? Sao không xuống dưới làm việc nhà đi? Cơm nước gì nấu chưa? Tôi bị hai người em của ông cưỡng hiếp. Cũng chuyện bình thường thôi mà. Trước kia đó cô cũng từng ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Bây giờ cho mấy anh em tôi hưởng thụ chút cũng đâu có sao đâu. Ông nói cái gì vậy? Ông hứa là cưới tôi về làm vợ lẽ, ông phải bảo vệ tôi chứ. Không có nói gì nhiều hết á. Đi xuống dưới làm việc. Tao đã mất bao nhiêu tiền mới đem mày về đây được, thì mày phải làm việc cho tao, biết chưa? Đi xuống dưới làm việc. Vô. Vô. À, vô. Vô. Vô vẻ nha. Đã thiệt. Áo ơi, gấp mồi, gấp mồi. Dạ dạ. Gấp mồi ơi. Trời, mồi gì mà kỳ cục vậy? Xíu đâu? Xíu đâu? Dạ. Đem thêm mồi lên. Gấp đi, gấp đi, mồi đang lên. Ừ, được rồi, để tôi tự nhiên. À. Mày làm gì mà nhìn vợ tao dữ à? Hả? À? Mày muốn ngủ với vợ tao à? Nó giỡn chơi hoài mày. À, tao nói thiệt. Mày thích thì tao cho mày ngủ với vợ tao, cho mày xài ké luôn. Không hối hận nghe. À, không hối hận. Quân tử, quân nhất, tử ngôn. Nhất ngôn. Vô vô. À, vô đây, vô đây, vô đây. Vô, à, vô đây. Vô. À, Siêu à, Siêu. Dạ. Còn mồi không đem lên đi. À, đứng lại. Đi đâu à?
Ngồi xuống đây Biểu à. Đứng đó làm gì? Kêu mày đứng ở đây hả? Đi qua đây cho tao. Ngồi xuống đây. Ngồi sát cho. Ngồi vô. Nè, mày cầm ly này. Mày mời bạn của tao đi. Cầm lấy. Vô. Em không uống được đâu. Mau uống đi. Mời lẹ lên đi. Mau uống đi. Nè. Ê. Uống đi. Uống đi. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tự nhiên buông tôi ra coi. Chàng lên. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Điểm đi mà. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Bà có phải là người nhà của anh Võ Hiếu không? Dạ, chào chú. Mời bà qua đây ngồi. Dạ. Dạ. Dạ thưa chú, thằng Hiếu con tôi, nó phạm tội gì? Đêm qua nghe điện thoại là tôi vội vàng bắt xe lên đây liền. Anh Võ Hiếu phạm tội đua xe, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Đây là lần cuối cùng chúng tôi cho gia đình đứng ra bảo lãnh cậu ấy. Nếu còn tái phạm, chúng tôi buộc phải tạm giam và đưa ra xét xử. Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Về nhà tôi sẽ dạy cháu lại. Ngoài những biện pháp răn đe cải tạo không giam giữ đối với những thành phần thanh niên có chiều hướng hư hỏng, dạ, thì quan trọng nhất gia đình phải có biện pháp giáo dục con em mình tốt hơn. Dạ tôi biết, nhưng vì hoàn cảnh mẹ một nơi con một ngã, nó học xong đại học á thì nhất quyết không chịu về quê, đòi ở lại Sài Gòn để làm việc. Vì vậy thời gian gần gũi con tôi rất là ít, cho nên tôi không quản được nó. Mời bà ký vào đây. Dạ. Cậu vào đưa cậu Võ Hiếu ra đây. Dạ. Tôi thấy nhân thân cậu ta rất tốt, cũng tốt nghiệp đại học, nhưng sao cậu ấy lại rơi vào những tệ nạn này? Đua xe, nhậu nhẹt rồi đánh nhau nữa. Tuổi trẻ bây giờ háo thắng, đua đòi với bạn bè mới hư hỏng như vậy. Tôi xin hứa với chú, tôi sẽ cố gắng khuyên nó tránh xa đám bạn này. Má, bây giờ mẹ cậu bảo lãnh cậu ra, nhưng tôi nói với bà rồi, nếu như cậu còn tái phạm lần nữa tôi sẽ không nương tay với cậu đâu, biết chưa? Dạ. Tôi cảm ơn chú đã cho con tôi cơ hội, xin phép cho tôi đưa cháu về. Được rồi, bà có thể về. Dạ cảm ơn chú. Chào bà. Thôi cậu về đi. Dạ. Trời đất ơi, sao vậy nè? Trời ơi, ở đâu ra mấy cái này vậy con? Sao mà... Thì của bạn gái con. Trời đất ơi, con đem con gái vô nhà ở luôn. Má cổ hủ quá má ơi. Giờ trai gái tụi con sống chung với nhau chuyện bình thường có gì đâu. Trời đất ơi. Em. Ủa, ai vậy anh? Tôi là mẹ đẻ của thằng này nè. Trời ơi, con gái nhà ai mà táo tợn như vậy? Chưa cưới chưa hỏi mà dám tới đây ở với con trai của tôi. Dạ con chào bác. Hết nói rồi. Tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức. Khoan đã. Đây nè.
đi đường này không chú? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ, vậy. Chú cho tôi hỏi ra chợ Bến Thành đi đường nào chú? À, con đi đường này nè, đường trái xíu, đường đèn đỏ, đường phải, đi cái chợ đó. Dạ. Đi đi, không biết hỏi tiếp tao chỉ cho. Dạ. À, đi cẩn thận nha, nhìn túi à. Dạ, cảm ơn chú. À. Chị ơi, về ăn miếng cháo đi chị. Chị ơi, chị à, con xíu nhà tôi nó đâu rồi hả chị? Làm sao tôi biết chị, không chừng bà Chính bán nó qua Trung Quốc rồi. Bà Chính giờ bà trốn đi đâu mất rồi. Tôi biết bà ở đâu mà tìm. Tôi đi bán vé số khắp Sài Gòn là để tìm con. Mà 2 năm rồi tôi không tìm thấy được nó. Nhưng mà chị phải ráng ăn để lấy lại sức khỏe, chờ ngày nó về còn gặp nó nữa chứ. Đúng rồi, đúng rồi, tôi phải ăn để chờ con xíu nó về. Ừ, ăn đi. Ugh.
Như có người bên kia. Dù ngó thử coi. Cô ơi, cô ơi, cô đem về đi. Xíu nó về, nói với nó tôi đã đi tìm nó. Má ơi, má ơi. Kìa con xíu nó về kìa. Má ơi, con, má ơi, con về với má rồi nè má. May quá con đã về kịp. Con về với má rồi nè má. Xíu. Dạ. Sao con tàn tạ quá vậy? Sao con bỏ má đi lâu quá vậy? Má ơi, con bị người ta bán sang Trung Quốc. Lẽ ra là con chết rồi, nhưng mà con chạy trốn được. Con về với má rồi nè má. Tội nghiệp cho con gái tôi. Siêu à. Dạ. Má chỉ sợ má không qua khỏi. Má ơi, má ơi, má đừng nói vậy mà má. Má ơi, má phải sống với con chứ má. Má ơi, con nghe má nói nè. Dạ. Má có sự thật này muốn nói cho con biết. Dạ. Má không phải là má ruột của con. Má, sao má nói như vậy? Tại sao má không phải là má ruột của con chứ? Giữ nó cẩn thận. Đây là kỷ vật của con, kỷ vật duy nhất mà má đã gặp con trên đường. Ngoan đi con. Nè, mày làm gì mày đứng đây? Tôi đi bán, không thấy tôi đi bán hả? Có tiền đưa tao mua rượu uống coi. Từ sáng tới giờ bán không có được, còn cả đống này ông thấy hả? Này, ông chờ tôi chút xíu nữa đi. Mày không đưa tiền tao hả? Tao giết chết mày. Mày đưa tiền đây.
con đói bụng rồi phải không? À, bú sữa nghe. Đây nè. Ngoan đi con. Bú đi. Xôi. Ồ, nín với con. Thôi nè, để má ẵm con đi ha. Ẵm con đi nha. Con ngoan nha. Vậy là má đã đưa con về quê. Coi như là ông trời đã cho má một đứa con để hủ hỷ sớm hôm. Vậy mà má đã không lo được cho con. Má, dù má không phải là má ruột của con, nhưng mà con vẫn thương má. Má ơi, má đừng có bỏ con mà má. Con thương má nhiều lắm. Má đã giữ kỹ vật này thật là cẩn thận. Bây giờ con cầm lấy, có thể ba má con sẽ nhận ra con. Nhờ kỹ vật này, con hãy đi, đi tìm họ. Má ơi, má sao vậy má? Má ơi, má đừng làm con sợ mà má. Má ơi. Sài Gòn để kiếm sống. Khi nào con có thật nhiều tiền, con sẽ xây cho má một ngôi mộ đàng hoàng. Má phù hộ cho con tìm được ba má ruột của con nha má. Hình gớm, lavabo gì mà dơ vậy? Mày dọn nhanh đi. Chờ tôi một chút. Tao nói là mày dọn chỗ này đi, để cho tụi tao còn mách khắp nữa. Tôi đã nói là chờ tôi một chút, tôi đang làm dở tay mà. Hả? Tao nói mày làm là mày phải làm liền. Thôi đi chị. Chờ gì hả mày? Mày nên nhớ, mày chỉ là một con chà toilet ở đây, không có quyền lên tiếng với tao. Thôi mà chị Châu, người ta mới vô làm có biết cái gì đâu. Tụi tôi cần chỗ sạch sẽ để trang điểm,
Chị cố gắng làm để khỏi bị la. Ê, khách khứa đàn đồng, bu vô đây làm cái gì vậy hả? Dạ, tụi con chỉ vô đây chỉnh trang thôi mà má. Nhưng mà má nhìn kìa, dơ quá trời à. Mà con kêu con quỷ cái này nè, nó dọn mà nó không chịu dọn gì hết trơn á. Rồi mày kiếm chuyện đánh nó, có đúng không? Dạ đâu có đâu má, thì con chỉ dạy cho nó một bài học thôi mà. Ê, con kia, ở đây chỉ có một mình tao có quyền dạy dỗ mọi người thôi, mày biết chưa hả? Hay mày tính ngồi lên là má tao? Dạ, con đâu có dám đâu má. Ra ngoài hết cho tao. Dạ. Dạ. Nhanh lên, ra. Để má coi coi. Trời, mấy con quỷ này, nó đánh con có đau không? Má nói với con rồi, sao con không chịu nghe lời má gì hết trơn vậy? Con nhìn đi, tụi nó kìa, con có thua gì tụi nó đâu. Con lên đồ còn tươi hơn tụi nó nhiều. Má nói thiệt nha, bây giờ con chỉ cần lên đồ ra ngoài đó tiếp khách cho má thôi, vừa nhiều tiền nè, mà má còn bảo vệ cho con được. Mà tuyệt đối không có đứa nào dám đụng tới con hết. Con không làm đâu má. Con thà chùi rửa toilet kiếm tiền sống qua ngày, con không làm như họ. Con không muốn tiếp khách. Con gái, má thương con, má muốn con có cuộc sống tốt hơn. Con nghĩ đi, con làm ở đây gần một năm rồi, lương thì rẻ bèo, có được gì đâu. Mà còn bị tụi nó ức hiếp nữa. Mà đâu phải lần đầu tiên tụi nó ức hiếp con đâu, đúng không? Dài ba bữa là tụi nó kiếm chuyện với con hả? Con nghĩ lại đi, con vừa đẹp vừa giỏi vậy nè, mà sao con lại chịu thiệt thòi như vậy, đúng không? À, nè, con bỏ cái tên cũ đó đi. Xíu. Trời đất ơi, cái tên nghe nhà quê dễ sợ luôn á, không thể nào mà giới thiệu cho khách được hết. Để má đặt cho con cái tên mới nha. Chiêu Dương. À, Chiêu Dương. Nè, con nhớ nha, sau này con sẽ tên là Chiêu Dương. Nghe chưa? Con ngoan của má. Chiêu Dương, cái tên cũng đâu phải là cái quan trọng. Làm gì mà đứng đó thừa người vậy con? Ba, sao không có tấm hình nào của má vậy ba?
Ba, làm gì mà đứng đó thừa người vậy con? Ba, sao không có tấm hình nào của má vậy ba? Con hỏi câu này bao nhiêu lần rồi đó Trà. Hồi đó nhà mình nghèo lắm, tiền ở đâu mà chụp hình chụp bóng hả con? Không có hình, con không thể nào hình dung gương mặt của má ra sao nữa. Con với má còn giống nhau lắm. Mà sao ba không chịu làm đám giỗ cho má hả ba? Chết là hết, cúng kiến làm gì, có hưởng được đâu. Suy nghĩ kỹ lời đề nghị của anh chưa? Lời đề nghị anh nói bấy lâu nay, mỗi tháng vài ngàn xài chơi. Từ nay em không cần phải lo cái gì hết, chỉ cần em gật đầu làm nhân tình của anh là được rồi. Em cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng em thích sự tự do, không ràng buộc. Nếu như mà anh muốn gặp em thì anh cứ tới đây mỗi ngày cũng được. Thật lòng á, em chỉ bằng tuổi con gái của anh hả? Nhìn thấy em phải làm cái nghề này anh thấy xót xa lắm. Nghĩ lại đi, phục vụ rượu cho nhiều người, sao không về phục vụ cho mỗi mình anh? Lại không cần lo cơm áo gạo tiền, lại không cần phải lo bị đứa nào ức hiếp. Anh lo lắng cho em được. Anh có biết bây giờ axit bán rẻ lắm không? Thôi được, anh không có ép em. Nhưng mà có gì khó khăn á thì em cứ gặp anh. Điều quan trọng á là anh đang nghĩ cho em. Ok. Cứ giữ lấy mà xài, anh lo hết. Em cảm ơn. Em đi nhà vệ sinh một chút nha. Ừ, được. Con biếu má nè. Má cảm ơn con. Con là đứa biết điều nhất ở đây đó. Thì con được lọc con phải chia cho má bớt chứ. Nếu như không có má che chở, liệu con có yên thân làm ăn hay không? Vậy là tốt. Mà má thấy con càng ngày càng khôn ra nhiều rồi đó. Đời dạy con đó má. Má không hiểu tại sao nha. Con cứ khăng khăng giữ cái quyết định không đi khách, mà trong khi có rất là nhiều đại gia thương con. Việc nhẹ, lương cao, của trời. Sao con không chịu khai thác đi? Không, không đời nào con làm chuyện này. Có chết con cũng không đi khách. Thôi con đi tiếp khách nha má. Để tao coi mày làm giá tới cỡ nào. Vô. Từ ngày mai tao không đi chơi nữa đâu nha. Sao vậy? Lý do gì? Tập trung làm đề án tốt nghiệp. Nè anh. Em. Anh học giỏi mà lo gì? Không lấy được cái bằng á, bà già bà cạo đầu chứ ở đâu mà học giỏi. Đi học tốn bao nhiêu tiền của công sức của cả nhà đó. Nếu vậy, hôm nay là mày phải chơi tới bến với tụi tao nha. Tăng hai vô trường nha. Bữa nay chơi xuống sát với tụi mày luôn. Em ơi. Dạ. Cho chị thuốc hạ xuống. Chị lấy mấy ngày thuốc ạ? Lấy một ngày thôi. Dạ. Bao nhiêu vậy em? 15 ngàn. Cái này ăn xong rồi uống nha chị. Thôi lại 5 ngàn.
cho em gửi. Mỗi thứ một viên, ăn no rồi uống nha. Ừ. Em gửi tiền thôi. Dạ cảm ơn. Dạ. Bà thấy khỏe hơn chưa? Sao cô quay lại đây vậy? Tôi chỉ muốn xem là bà khỏe hơn chưa thôi. Sao tới giờ này bà còn chưa thông báo cho người thân của bà lên đón về nữa? Tôi không có ai là người thân trên cõi đời này hết. Bệnh nhân Bích Ngọc, ra đóng tiền viện phí rồi xuất viện luôn nghe. Tôi không có tiền và không có bất kỳ thứ gì trên cõi đời này hết đó. Vậy bây giờ cô tính sao? Cô có người thân gì không? Thôi được rồi, sáng mai tôi vô thăm bà rồi tôi đóng tiền viện phí cho. Dạ. Bà có biết là ngay cả đồng tiền cuối cùng tôi cũng vét ra tôi trả tiền viện phí cho bà. Bà đừng có đeo bám tôi nữa được không? Nhưng mà cô đã cứu tôi rồi thì cô không thể bỏ rơi tôi được. Tại vì tôi không biết đi đâu hết trơn á. Tôi đâu có trách nhiệm bảo bọc bà suốt đời được. Ngay cả bản thân tôi còn lo chưa được nữa mà. Hay là cô vô lòng cho tôi tá túc trong nhà cô đi. Bây giờ tôi nói thật đó, tôi không biết đi đâu hết trơn đó. Bây giờ bà đi đâu ở đâu không liên quan gì tới tôi nữa hết. Làm ơn đi, như vậy là quá đủ rồi. Cô à, cô tỉnh rồi hả? Ngồi dậy đi. Cảm ơn cô đã đưa tôi về đây. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao tôi cũng cảm ơn cô đã đưa tôi về đây, không bỏ rơi tôi. Bây giờ bà cố gắng ăn hết tô cháo này đi. Tôi hy vọng là sau đó bà khỏe lại rồi bà ra khỏi nhà tôi. Bà đừng có nhìn tôi vậy. Tôi không phải là người tốt như bà nghĩ đâu. Khỏi cảm ơn tôi. Dữ dàng người mà thờ ơ như đồng loại ngoài kia thì cô là trường hợp đặc biệt. Cô cứu người mà không cần động cơ. Động cơ gì chứ? Tôi làm gì mình cần phải làm thôi. Bà cố ăn đi. Tôi chỉ có thể nói cho bà tô cháo trứng thôi. Ăn đi. Còn cô ăn cái gì? Đừng lo, còn cả nồi cháo mà. Sao rồi? Hết hạn rồi. Tôi đã cho cô 3 ngày rồi mà. Xin lỗi chị, em đã vét hết tiền định đưa cho chị, nhưng mà em có việc cần nên em xài hết rồi. Tao không cần biết lý do của mày là gì. Không có tiền thì cuốn quần áo dọn đi cho tao. Coi như là tao thí cô hồn tháng này đó. Chị cho em thêm tối nay. Em tới chỗ làm của em mượn tiền rồi sáng mai em đem qua cho chị. Bà là má nó hả? Có tiền thì trả cho tôi đi. Nè, không có được làm phiền bà. Chị về đi. Nếu tối nay tôi không đem tiền qua trả cho chị, ngày mai tôi dọn đi. Được, mày nói thì mày giữ lời đó. Tao thà đóng cửa phòng còn hơn cho tụi mày mướn. Nội cứ đi đòi tiền, chửi mày không cũng viêm họng à. Tốn tiền mua thuốc uống thêm nữa. Bây giờ bà hiểu tình cảnh tồi tệ của tôi rồi đó. Ngày mai tôi không biết tôi còn ở đây được nữa không. Công việc hiện tại của cô là gì? Tiếp viên vũ trường. Mà đừng có nghĩ ai làm chỗ đó cũng trở thành gái gọi. Bạn cháu đi. Thank you.
Bà đã thấy rõ tình cảnh của tôi rồi. Thôi tự lo thân của mình đi, tôi không giúp cho bà được nữa. Thôi bà đi đi. Cô định đi đâu? Cô đã mất việc làm, không còn chỗ ở. Hay là cô định đi về quê? Tôi là trẻ mồ côi, làm gì có quê đâu mà về. Cô vì tôi mà mất hết tất cả. Cô có ân hận khi cứu tôi không? Đã làm việc nên làm, không có gì phải ân hận hết. Lòng tốt của cô cho tôi chút hy vọng. Bà hy vọng gì ở một người như tôi? Thật ra là tôi hy vọng vào cuộc đời này lẩn khuất đâu đó trong sự dối gian thù lợi những con người có lòng tốt và những trái tim nhân hậu, đúng không cô gái? Tôi không hiểu bà đang nói gì. Cô đừng lo nữa, đợi tôi bắt xe rồi mình đi nha. Bây giờ cô không còn chỗ nào để đi, vậy cô đi theo tôi nha. Bác Tài à? Dạ. Tấp vào phía trước giùm tôi nha. Dạ. Đợi chút nha, có người ra trả tiền. Dạ. Nè, đây là nhà ai vậy bà? Cứ vô đi rồi biết. Bà chủ, bà đi đâu mấy ngày nay vậy? Tôi về đây rồi, cô trả tiền xe giùm tôi nha. Dạ. Vô đi cô. Dạ. Ủa, đâu rồi kìa? Hiếu ơi. Hiếu à. Dạ. Má lên rồi nè con. Ủa má. Ôi trời ơi. Má mới lên hả? Ủa má đem gì quá trời vậy? Mấy cái đồ trái cây mà con thích ăn đó. Dạ. Trời đất ơi, đồ đạc gì đâu mà quăng lung tung vậy nè con. Dạ. Má thấy cái nhà của con á còn hơn cái chuồng heo của má dưới quê nữa. Ăn ở gì mà bừa bộn vậy con? Trời ơi con trai mà má. Đợi mốt con lấy vợ về á, vợ con dọn cho mấy hồi. Trời ơi, thân mình lo chưa xong bài đặt đồ lấy vợ nữa. Trong mắt má với cô hai á, con lúc nào cũng như đứa nít vậy. Thôi kệ con đi, đừng lo cho con quá. Má con mình con à, không lo cho con lo cho ai đây? Má. Hả? Bữa nay lên má định nấu gì cho con ăn vậy? Thèm cơm má nấu lắm rồi đó. Cô hai con á, gửi cá sặc nè, cá lóc nè, mắm thái nữa đó con. Đầy trống á. Dạ. Nè, nghỉ ngơi chút đi rồi má nấu cơm cho con ăn. Dạ, có cần con xuống phụ không? Thôi, lo học bài đi, để má nấu cho. Đem ba cái đồ xuống bếp cho má đi. Dạ. Đợi má nấu cho.
Mẹ thằng Niên đã nhảy cầu chết rồi. Bây giờ mình là một người khác, một cuộc đời khác, không thể buông xuôi nữa. Cô là một người con gái tốt bụng. Cảm ơn ông trời đã đưa cô đến với tôi trong lúc này. Sao con không lên giường mà ngủ? Tôi ngủ quên. Thật sự là tôi không biết là tôi đang mơ hay là tỉnh nữa. Tôi có một điều này muốn hỏi bà. Tại sao bà có một cuộc sống giàu sang như vậy mà bà lại muốn từ bỏ nó vậy? Khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, bế tắc, không lối thoát, con đường cùng quẫn là nguyên sinh. Đó là cách giải thoát duy nhất cho bản thân. Bà bị chồng bạo hành hả? Chồng tôi chết lâu rồi. Xin lỗi. Chuyện đau lòng này chính con trai tôi đã gây ra. Suýt chút nữa là nó đã lấy mạng tôi. Trên đời này mà cũng có loại con như vậy sao? Ê, này nè, cậu Niên ơi. Ra. Bảo vệ. Dạ thưa giám đốc. Tôi đã nói với mấy anh không cho người này vô đây mà. Dạ dạ thưa giám đốc, chúng tôi đã cố gắng ngăn nhưng mà không được ạ. Mày nhắm mày cản được tao không? Đâm mày chết mẹ mày bây giờ. Niên, có chuyện gì thì về nhà mà nói, không được làm loạn ở đây. Được, nếu má không muốn tôi làm loạn ở đây thì má đưa tiền đây. Tao không có tiền và cũng không muốn đưa cho mày nữa. Má đừng có xạo. Má làm tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy mà nói không có tiền hả? Má nên biết má chỉ có thằng con duy nhất là tôi. Bây giờ má thương tiền hay thương thằng con này? Má nói đi. Mày dám mở miệng nói con hả? Đứa con đang hủy hoại đời mình vì giết chết má nó từ ngày chỉ vì ma túy. Bao nhiêu nhà cửa, đất đai, tài sản mày cũng lấy đi bán hết sạch rồi. Mệt tao má thì còn quá. Gì để đưa cho mày nữa? Má càm ràm hoài à? Má có đưa tiền cho tôi không? Tao không đưa cho mày một xu cũng không đưa. Cái thằng bất hiếu. Nè, bây giờ má có đưa tiền hay không? Nếu bà không đưa tiền, tôi với bà sẽ cùng chết, nghe không? Mày muốn chết, tao với mày chết chung cũng được. Rồi, đến ra ngoài. Chị biết cậu có sao không chị? Cậu ơi. Điên à, bác xin con. Điên à, đừng làm vậy. Đừng làm gì con. Đừng làm vậy. Chị. Cậu ơi, cậu. Đừng lấy. Mày không được lấy. Đồ mất dạy. Đồ mất dạy. Mày không được lấy. Mày không được lấy. Đồ mất dạy. Bà chủ. Hãy không được lấy. Cậu chủ. Bà chủ chạy đi bà chủ. Chính chất nghiện ma túy đã biến một con người bình thường trở thành ác quỷ. Từ khi chồng cô mất, cô đã dành hết tâm huyết để nuôi dạy con cái. Từ bỏ hạnh phúc riêng tư cũng vì con. Vậy mà giờ nó đối xử với cô như vậy. Thật sự thì cô chỉ muốn chết đi thôi. Vậy mới không còn đau khổ nữa. Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao bà tự tử. Nhưng chết cũng không phải là dễ đâu. Tôi cũng từng muốn chết.
muốn buông xuôi, nhưng rồi không thể. Mà chết không được thì mình phải sống, nhất định phải có lối thoát nào đó. Giờ con đã gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức éo le. Con ngồi đây đi. Chắc đây là ý trời. Chúng ta gặp nhau, chắc là để nương tựa nhau để mà sống. Cô đã quan sát con rất nhiều ngày. Nhưng mà nói đúng ra là một thử thách. Cô phát hiện ra con là một người quá tốt. Con đã cứu người mà không cần nghĩ gì một chút trả công hết trơn. Mà có trả cũng không biết trả như thế nào nữa. Coi như cái mạng này của cô nợ con. Bà không cần phải nghĩ tới chuyện nợ nần gì đâu. Con ở lại đây với cô nha. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Như con nói đó, chúng ta không chết được thì phải cố gắng sống. Phải đối đầu và tìm ra một lối thoát. Đúng không? Bây giờ thì con hãy lên giường ngủ một giấc thật sâu và thật là ngon. Mai là một ngày mới đúng nghĩa của cô và con nha. Con đi ngủ đi. Vô đi con. Dạ. Con ngồi xuống đi. Chiêu Dương. Dạ. Con có thích công việc quản lý khách sạn không? Dạ. Cô nghĩ là con làm được không cô? Được. Nhưng mà tất cả là phải học. Cô sẽ gửi con đi học một lớp quản lý, rồi sau đó sẽ có một buổi thực tập ở đây. Cái gì mà con không biết thì cô sẽ chỉ dạy cho con. Dạ, con không chắc là mình làm tốt được hay không, nhưng nếu được cô trao cho một cơ hội, con nhất định sẽ dốc hết sức học hỏi. Dạ. Đây là cô Hà, quản lý khách sạn. Còn đây là Chiêu Dương, cháu gái của tôi. Dạ, chào chị. Dạ, chào chị. Con ngồi xuống đi, không sao đâu. Sau này Chiêu Dương sẽ cần sự giúp đỡ của cô. Tôi mong cô chỉ dạy Chiêu Dương thực tình nha. Dạ, giám đốc đã mở lời thì em đâu dám nói không mà. À, cô vào đây có chuyện gì? À, không sao đâu. Cô nói đi, Chiêu Dương là người nhà mà. Dạ thưa giám đốc, nhân viên họ đòi đình công vì chúng ta đã nợ lương họ 2 tháng rồi. Tôi biết rồi.
Vậy cô hãy cố thuyết phục họ cho tôi thêm một tuần nữa đi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết. Dạ, thưa giám đốc, tôi sẽ cố gắng. Nhưng... Thôi được rồi. Bây giờ cô hãy cố gắng làm hết sức mình đi. Còn mọi việc sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm cho. Dạ. Bây giờ thì con cũng đã hiểu rồi đó. Tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Chứ ranh giới mong manh bên bài dược phá sản rất là cao. Dạ. Đây là cô Hà, quản lý khách sạn. Còn đây là Chiêu Dương, cháu gái của tôi. Dạ chào chị. Dạ chào chị. Con ngồi xuống đi, không sao đâu. Sau này Chiêu Dương sẽ cần sự giúp đỡ của cô. Tôi mong cô chỉ dạy Chiêu Dương thực tình nha. Dạ, giám đốc đã mở lời thì em đâu dám nói không mà. À, cô dâu đây có chuyện gì? À, không sao đâu. Cô nói đi, Chiêu Dương là người nhà mà. Dạ thưa giám đốc, nhân viên họ đòi đình công vì chúng ta đã nợ lương họ 2 tháng rồi. Tôi biết rồi. Vậy cô hãy cố thuyết phục họ cho tôi thêm một tuần nữa đi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết. Dạ thưa giám đốc, tôi sẽ cố gắng. Nhưng... Thôi được rồi. Bây giờ cô hãy cố gắng làm hết sức mình đi. Còn mọi việc sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm cho. Dạ. Bây giờ thì con cũng đã hiểu rồi đó. Tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Chứ ranh giới mong manh bên bài dược phá sản rất là cao. Liệu con có dám đi cùng với cô cho tới cùng như một trò chơi cá cược? Đằng nào thì chúng ta cũng đã chết một lần rồi. Nhất định là phải có lối thoát. Con luôn nghĩ như vậy mà cô. Sữa trước khi đi làm nha cô. Tốt quá. Nghe nói là tuần sau con thi rồi phải không? Dạ, tuần sau con thi rồi ạ. Vậy thì giảm bớt công việc khách sạn lại, tập trung ôn bài, rồi phải thi cho thật tốt nha. Không sao đâu cô, con vừa làm vừa tranh thủ học cũng được mà. Cô không lầm khi đã đặt niềm tin vào con. Con á là một cô gái rất thông minh, và quan trọng nhất là rất chịu khó học hỏi. Dạ. Sau này thì cô yên tâm rồi, vì có người gánh vác công việc cho mình. Con cảm ơn cô. Cô là người đã tạo cho con cơ hội này. Nhất định con không phụ lòng tin của cô đâu. Phải chi mà cô có được đứa con gái như con. Cô, bộ cô không định tìm con trai của cô sao? Biết nó đâu mà tìm bây giờ. Gồng gánh cũng đã trả được cho nó một số nợ rồi. Nhưng mà chắc chắn vẫn còn một số nợ khác ở bên ngoài. Dễ gì mà tụi giang hồ nó tha cho. Cô ơi, cô sao vậy cô? Cô ơi, cô có sao mà? Không hiểu sao, dạo này trong người thấy khó chịu. Đôi khi có những cơn đau chợt tới. Hay là con chở cô về bệnh viện kiểm tra nha. Chắc không sao đâu. Lớn tuổi rồi
Nhiều khi hay đau giặt đó mà. Con vô chuẩn bị đi làm đi. Chắc là dì Tư đi chợ về đó. Ra mở cửa đi con. Dạ. Mai. Mày ai? Tôi là... Ô xin mới hả? Nhưng mà anh là ai? Tôi... Sao tôi hỏi anh không trả lời? Bây giờ mày muốn làm hay muốn nghỉ? Tao là chủ căn nhà này. Cốc đầu mày giờ. Tránh ra. Hả? Nè. Mày nhìn tao gì? Rót tao ly nước coi. Rót cho tao ly nước. Cô mày ơi, mày trả cho tao là cô này. Ra đây, trả lại đây cho tao. Tao bất nhân, thằng côn đồ. Đồ côn đồ. Tôi nói cho bà biết, bà đừng có nghĩ thoát thằng này dễ dàng như vậy. Còn mày, coi chừng cái mặt mày nghe chưa. Đồ. Cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô sao vậy cô? Cô ơi, dì Tư ơi, gọi giùm con xe cấp cứu đi dì Tư. Cô ơi, cô tỉnh lại đi cô ơi. Cô ơi. Mời cô vào. Dạ. Mời cô. Dạ bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho tôi biết hiện tại tình trạng của cô tôi ra sao không? Qua các xét nghiệm, kết luận cuối cùng chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh ung thư đại trực tràng. Ung thư? Không thể như vậy được. Bác sĩ ơi, làm sao mà cô tôi có thể bị ung thư được? Tôi... Cô cứ bình tĩnh. Trước mắt chúng tôi phẫu thuật để cắt bỏ khối u cùng với một phần đại thực tràng, trực tràng và một số hạch nhỏ lân cận. Sau đó sẽ thực hiện phương pháp xạ trị nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Làm ơn, xin bác sĩ hãy làm mọi cách để cứu cô tôi. Chi phí bao nhiêu tôi cũng có thể lo được. Vậy cô theo y tá làm thủ tục. Chúng tôi sẽ họp hội chẩn lần cuối để đưa bệnh nhân vào phòng làm phẫu thuật. Dạ, tôi cảm ơn. Dạ. Chào cô. Nè, cô ơi, đi xe không cô? Dạ. Chú ơi, chú nhìn người trong hình này chú thấy quen không? Quen không chú? Nhìn người này thấy quen quen. Mà bây giờ anh ta tệ lắm cô. Dạ, dạ đúng rồi. Hình này chụp là lúc ảnh còn khỏe mạnh. Bây giờ ảnh đã là con nghiện rồi. Chú ơi, chú gặp ảnh ở đâu chú chỉ cho con biết được không ạ? Tôi cách đây vài ngày tôi có đậu xe ở đây. Cậu ta nhờ tôi chở tới nghĩa trang. Hay là cô tới đó hỏi thăm coi, biết đâu người ta biết á. Vậy hả? Vậy chú chở con tới đó được không? Được được được, thôi đợi nón vô. Dạ. Cậu ở Trọng á, cậu ấy thường hay tới đây tụ tập với dân hút chích ở trong này nè. Tôi vô Trọng kiếm cậu ấy đi. Dạ cảm ơn chú. Cô cho xin tiền xe cô.
Dạ, bao nhiêu vậy chú? Dạ, 30 ngàn. Dạ, con gửi. Cảm ơn cô. Nè cô ơi. Dạ. Cô cẩn thận nha, trong này toàn là dân hút chích không đó nha cô. Dạ, cảm ơn chú. Bà chủ, bà tỉnh rồi hả bà chủ? Cái giường đâu? Có chuyện gì hả? Sao chị không trả lời tôi? Dạ, tại cô Chu Dương dặn tôi đừng có nói chuyện này. Có chuyện gì mà hai người giấu tôi? Chị nói cho tôi nghe đi. Dạ, mấy hôm nay ngoài việc là đi thăm chăm sóc bà, cô Chu Dương đã kêu tôi tới đây thay cổ để cổ về nhà làm một việc. Chuyện gì? Cô Chu Dương nói là muốn tìm cậu Niên về, cổ sợ bà không có qua khỏi. Trời ơi, biết nó đâu mà tìm. Tại sao Chi Dương lại mạo hiểm tìm nó như vậy? Rồi không biết nó có làm gì con nhỏ hay không nữa. Cho tôi hỏi thăm, anh có biết người trong hình này không? Cô Lai, chuyện nói chị. Dạ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Thằng này lạ cái gì? Có tiền không? Đưa đây chỉ cho. Dạ có. Như đây làm gì? Em đi. Kêu nó dậy đi. Dậy mày, có người tìm mày kìa. Dậy mày. Dậy, có người tìm kìa. Thôi đi đi. Đi mày. Dạ, cảm ơn. Mày ai? Có chuyện gì? Anh Niên, tôi là người ở nhà của anh. Tôi tới báo cho anh biết má anh đang bệnh rất nặng. Má anh đang nằm ở trong bệnh viện. Tao nhận ra mày. Ô xin nhà tao. Có chuyện gì? Má anh bị ung thư, đang phẫu thuật trong bệnh viện. Anh có thể tới thăm cô được không? Tao nói cho mày biết, cái người đàn bà đó không coi tao là con. Bà không chịu trả nợ cho tao, để cho tụi giang hồ nè truy sát tao, để tao phải trốn chui trốn nhủi như là con chó vậy đó. Tại sao ta phải đến thăm bà hả? Má anh cũng đã làm hết cách vì anh rồi mà.
Má anh cũng đã trả tiền với lại mấy món nợ anh gây ra. Tại sao anh nói như vậy được? Nè, mày không cần phải dạy dỗ tao. Biết đi, biết. Anh Yên, tôi xin anh suy nghĩ lại còn kịp. Má anh có thể không qua được lần này đâu. Tôi không muốn anh phải hối hận. Tao nói cho mày biết nha, cuộc đời của tao không còn gì để hối hận hết. Mọi thứ đã chấm dứt ngay từ đầu rồi. Bây giờ mày có biến không? Tao kêu tụi nó hiếp mày bây giờ á, tụi mày đâu? Ê! Thấy gì không? Thấy gì không? Tiền đâu? Dạ không còn tiền nữa. Đưa lại. Đưa đi. Có tiền không mày? Dọc mày. Đi. Đây. Đau đáo tao đâm mày giờ. Xin mời vào. Chào anh Phong. Chiêu Dương, hơn một giờ rồi em ăn gì chưa? Em không có thời gian, em nhiều việc quá. Vậy anh mua gì cho em ăn nha. Làm gì cũng cực, phải ăn để có sức chứ. Thôi em không dám làm phiền anh đâu. Em tranh thủ làm xong việc rồi còn chạy về chăm sóc cô nữa. Không phiền đâu. Chờ anh xíu nha. Vậy có cho cô uống thuốc chưa? Dạ rồi cô. Cô có ăn được gì không gì? Cũng ăn được một chút hả cô? À, dạ. Vậy khi nào cô về? Dạ, con tranh thủ giải quyết một số công việc xong là con về liền. Dì Tư nhớ trông cô cẩn thận nha. Dạ được rồi, cô yên tâm. Dạ, cảm ơn dì Tư. Dạ. Băng đi rồi làm. Cảm ơn anh. Em đã nói là tự mua rồi mà. Để em giải quyết xong công việc rồi em ăn sao. Cô Ngọc thật là may mắn khi mà có em bên cạnh trong thời gian này. Em có thể làm mọi việc vì cô. Chỉ mong sao cô tịnh dưỡng rồi sẽ có sức khỏe trở lại thôi. Chiêu Dương à, trong công việc mà có gì khó khăn cần anh giúp thì báo anh một tiếng nha. Ừ, em cảm ơn anh. Cũng may là trong thời gian này mấy anh chị trong công ty cũng chỉ dạy em nên mọi việc cũng dễ dàng. Anh hy vọng là cô Ngọc sớm khỏe lại để dẫn dắt em nhiều hơn. Anh thấy cô đặt nhiều kỳ vọng vào em quá đó. Dạ. Thôi, anh về phòng làm việc đây. Chiều nay anh sẽ đi cùng em qua nhà để thăm cô. Dạ, em cảm ơn anh. Chào anh. Cô Dì Tư, cô của con còn ngủ hay là thức vậy? Dạ, bà mới uống sữa xong, đang nằm coi tivi trong phòng đó cô. Dạ, à, Dì Tư, chị đem giỏ đồ ăn này soạn dạ ra một chút xíu nữa con nấu. Dạ. Con đưa anh Phong lên thăm cô một chút. Dạ, mời cậu Dương. À,
Chi Dương đó hả? Dạ con đây ạ. Vô đi con. Dạ cô, có anh Lâm Phong tới thăm cô. Anh đang đứng bên ngoài á cô. Đợi cô dậy đi con. Dạ. Kêu cậu Phong vô đi con. Dạ. Anh Phong ơi, anh vô đi. Dạ, cô chào cô. Cô đã thấy trong người khỏe chưa? Cô còn mệt lắm. Cũng may là có Chiêu Dương bên cạnh chăm sóc. Nếu không, chắc cô đi rồi. Cô đừng có nói như vậy. Bác sĩ có nói là nếu như mà cô ăn uống đầy đủ, đừng có suy nghĩ nhiều, đúng cử uống thuốc thì cô sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Anh Lâm Phong, anh ngồi đây với cô nha. Em đi xuống dưới nấu đồ ăn cho cô ăn. Ừ. Cô ơi, con xin phép đi xuống bếp một chút. Được. Cô à, cô có thấy Chiêu Dương có gì đó đặc biệt không? Với tôi thì Chiêu Dương khác biệt với mọi người. Nhưng mà tại sao cậu lại nhìn Chiêu Dương đặc biệt trong mắt cậu vậy? Con chưa thấy ai mà tận tụy với công việc và ham học hỏi như Chiêu Dương. Cô ấy có thể bán mạng mình vì công việc mà không hề nghĩ tới bản thân của mình. Còn về đối nhân xử thế, con thấy Chiêu Dương đối với cô còn hơn cả mẹ đẻ của mình. Phải, tôi thực sự may mắn khi gặp được Chiêu Dương. Chắc có thể kiếp trước tôi và Chiêu Dương là mẹ con của nhau. Alo, sao? Được rồi, tôi sẽ tới liền. Dạ thưa cô, con có chút gì, con phải đi gấp. Cô giữ gìn sức khỏe nha, khi nào đó con sẽ quay lại thăm cô. Cô chào Chiêu Dương giùm con một tiếng nha. Tôi sẽ nói. Dạ con xin phép, cậu cứ con đi nha. Cô để tôi mang lên lầu cho bà chủ cho. Dạ thôi được rồi dì Tư. Dì Tư cứ ăn cơm trước đi. Con đưa lên phòng cho cô ăn xong rồi con xuống ăn sao? Dạ. Dạ. Mà tôi chưa có đói đâu, tôi đợi cô xuống ăn luôn nha. Dạ cũng được, cảm ơn dì Tư. Bà chủ thiệt là có phước á, mới có được cô làm người bầu bạn. Phong đâu rồi cô? À, nó nói nó có chuyện phải đi gấp. Nó gửi lời chào con một tiếng. Dạ. Con đút cháo cô ăn nha. Cô ráng ăn hết nha. Con đi làm về mệt rồi, sao không nghỉ ngơi đi? Nấu chi cho cực vậy? Không để dì Tư làm cho. Đâu có gì đâu mà cực cô. Miễn là cô thấy ngon miệng là con thấy vui rồi. Cô ráng ăn cho hết bệnh nha. Nè cô. Sao cô nhìn con dữ vậy? Con có biết lúc nãy Lâm Phong nói với cô câu gì không? Dạ anh nói gì với cô? Là con chăm cô y như là mẹ đẻ vậy đó. Con có biết là cô trả lời với Lâm Phong sao không? Cô nói biết đâu kiếp trước chúng tôi đã là mẹ con của nhau. Chiêu Dương à, cô đã ao ước có một đứa con gái như con vậy. Đâu cần kiếp trước đâu phải không? Kiếp này mình cũng có thể là mẹ con của nhau được mà. Chiêu Dương,
Con gọi cô tiếng má đi. Một tiếng má đi. Con cảm ơn tình cảm của cô dành cho con, nhưng mà cô đừng xúc động nữa. Bác sĩ dặn cô xúc động không có tốt cho sức khỏe của cô đâu nha. Con gái. Dạ. Gọi cô bằng tiếng má đi. Bà chú, bà làm việc cho ông chủ, bà quét là chuyện của bà, còn tôi đi là chuyện của tôi. Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Tôi cho ông mang cái chỗ trà bây giờ đó. Tôi nói cho ông biết nghe, tôi làm gì cho cha con thằng Khương, chứ không phải làm ô xin cho mấy người nghe. Lạ ngoài tôi cho ăn chỗ trà bây giờ nè. Đó. Ê, bà đừng có tưởng tôi dễ ăn hiếp nha. Bà mà chọc tôi điên á là tôi không có để yên đó. Ông nói gì? Ông nói gì? Ông nói lại coi. Ông nói gì hả? Nhìn cái mặt thấy ghét. Khương, ai chọc giận con mà mặt mày có hầm hầm vậy con? Nói vú nghe coi. Con đang bực mình lắm, vú đừng có hỏi nữa. Có gì ăn không? Thôi vú không hỏi nữa, vú dọn cơm cho con ăn nha. Mày nè, ba con đâu? Hình như họ cãi nhau hay gì đó. Từ hồi trưa tới giờ không chịu ra khỏi phòng. Em khóc cũng vô ích thôi. Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận chỉ có thể là tình nhân. Không, em đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Cả 3 năm nay em cần có một danh phận với anh. Em là một người phụ nữ hiện đại, em phải nghĩ thoáng lên một chút chứ. Em cần gì cái giấy kết hôn chết tiệt kia? Em cần bao nhiêu tiền? Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho em. Chúng ta sống như vậy không tốt hơn sao? Em không chỉ sống cho riêng mình, em còn có con gái, có ba mẹ. Họ sẽ không chấp nhận mối quan hệ qua lại giữa em với anh theo cái kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng như vậy. Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải sống trong suy nghĩ của người khác? Em qua một đời, anh cũng qua một đời, cần gì phải cưới hỏi nữa chứ. Anh nói vậy mà nói được hả? Anh hãy suy nghĩ lời đề nghị của em. Em không cần một cái đám cưới rình rang, chỉ cần ra mắt hai họ và chính thức làm vợ của anh là đủ. Được, anh sẽ suy nghĩ lại rồi trả lời em. Thôi em về đây. Trâm, cô thừa biết câu trả lời của tôi rồi. Ba, thằng quỷ sứ, mày không biết phép lịch sự sao? Vô phòng sẽ không gõ cửa. Ba với cậu lại cãi nhau nữa hả? Cái kiểu đàn bà rắc rối đó mà. Nhưng mà không có những người như họ, mình sống không nổi đâu ba. Để ba sẽ dạy cho mày cách đối phó với đàn bà. Đừng yêu họ quá đến độ muốn gắn kết cuộc sống với họ. Đủ cảm xúc để lên giường
thì phải đủ dũng khí để rời khỏi họ. Còn tùy người ba ơi. Có những đứa con gái dễ dàng dụ nó lên giường thì cũng dễ dàng rời xa nó, không cần nói lời tạm biệt. Nhưng cũng có người mà mình muốn cho họ ra khỏi đầu đâu có được đâu ba. Mày đang nói con bé Trúc Trà phải không? Ba thiệt là tình ý. Trúc Trà nó làm con như muốn phát điên lên. Mày làm ba nhớ lại mối tình của ba với má mày ngày xưa. Má mày cũng làm tao phát điên lên như vậy. Cứ tưởng na ná như tình yêu, nhưng tình yêu thật sự thì chỉ xảy ra có một lần. Đó là lý do tại sao mà không bao giờ ba lấy thêm một người phụ nữ nào khác nữa. Nhưng con muốn kết hôn với người con yêu, con không thể nào sống như ba được. Đương nhiên, một người đàn ông từng trải như ba thì ba biết mình muốn cái gì. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là mày, là sự nghiệp, là tiền. Thật ra ba mẹ ruột của mình là ai? Tại sao họ lại bỏ rơi mình? Mợ ba. Chị. Chuẩn bị cơm nước hả? Em chưa có nấu cơm. Giờ em thấy chị qua rồi, em nấu cơm, chị ở lại ăn cơm với em cho vui nha. Nấu món gì mà mời tôi vậy? Có thằng Hiếu ở nhà thì em nấu món này món kia để cho nó ăn. Có một mình em thì đơn giản lắm chị. Luộc trái bầu nè, hai cái trứng ngọc vịt dầm nước mắm là xong. Cái thằng này á, mới về chưa được bao lâu á, đi mất tiêu à. Chị nhớ nó muốn chết luôn vậy đó. Chị hay thông cảm cho cháu nó. Nó vừa mới tốt nghiệp nên phải ở lại thành phố để xin việc. Nó nói ở đây không có phù hợp với nó. Em hiểu tâm trạng của con nên em hoàn toàn ủng hộ nó. Chị cũng là mẹ, chưa chắc hiểu con của mình bằng mợ nữa. Cái thằng thiệt là may mắn mà. Chị nhớ Hiếu lắm phải không? Ừ. Em nhìn mặt là em biết liền à. Để em điện thoại cho nó, để nó nói chuyện với chị nha. Dạ con nghe nè má. Hiếu hả con? Dạ má gọi con có gì không? Có người nhớ con mất ăn mất ngủ đi nè. Nói chuyện với người này chút nha. Có đời nào mà đút mót nhớ con. Cô hai phải không? Sao con đoán đúng quá vậy? Con mà má. Nói chuyện với cô hai nè con. Dạ. Hiếu hả bay? Dạ cô hai. Cô hai khỏe không? Khỏe. Bay đang ở phương trời nào vậy? Có biết á, má bay với cô hai trong bay đỏ con mắt không? Ngày nào á cũng ngóng ra ngoài cửa trông con, cổ sắp thành cổ cò rồi nè. Dạ con cũng nhớ má với cô hai lắm. Nhớ sao không về liền đi? Trời ơi, con đang Đà Lạt, bây giờ mà có một cánh cũng không bay về kịp nữa. Thôi cô hai cho con chơi về, bữa con về nghe. Bay đi ở ngoài đường á, bay đâu có biết người ở nhà.
sao không bay? Đứng ngồi hổng yên, xót ruột cỡ nào không? Con biết rồi, cô hai yên tâm, ngày nào con cũng gọi về cho má con hết mà. Cô hai đừng có lo nha. Con biết không, cái dòng họ Võ chỉ có mình ên bay nói dòng thôi. Cô không lo cho bay thì lo cho ai? Dạ con biết rồi, cô hai lo quá. Nè, nghe cô hỏi thiệt nha, còn kiếm được đứa con gái nào chưa? Cứ bay hả mà liếc mắt một cái hả là gái nó chết hết vậy đó. Thì đó, cô hai nói đúng. Chết hết, thành ra bây giờ con chưa có cô nào đây nè. Thôi con có công chuyện, con chào cô hai nha. Ừ, nhớ về sớm sớm nghe con. Dạ. Các con chép bài thơ trên bảng vào, sau đó học thuộc lòng cho cô. Ngày mai cô kiểm tra nghe chưa? Dạ. Giỏi. Cô ơi, bài kia không chỉ viết bài. Cô chép bài đi. Dạ. Sao con không chép bài? Cô hỏi sao con không trả lời? Tại sao con không chép bài? Tại vì con hết tập rồi. Con hết tập rồi, vậy tại sao con không thay? Dạ con không có tiền mua tập mới. Bây giờ không có tập mới, cô đưa con tờ giấy đôi này, con chép bài thơ trên bảng vào đây. Ngày mai cô sẽ mua tập mới cho con ha. Rồi cô chép vào đây đi. Cô có la con không? Cô không có la con đâu. Con chép bài. Dạ. Đi. Làm nha má. Lại má biểu coi nè. Dạ. Ngồi xuống đây đi con. Chuyện gì vậy má? Má muốn tuần sau con mở một cuộc họp cổ đông gấp nha con. Bộ có chuyện gì hay sao mà gấp vậy má? Má muốn thông báo với mọi người về tình hình hiện tại của má. Sức khỏe của má không ổn, cho nên là má sẽ bàn giao công việc cho con. Con sẽ là người thay thế vị trí giám đốc của má. Má, má nói thiệt hả? Ừ. Dạ thôi má ơi, con nghĩ là con không làm được đâu. Má nghĩ là con làm được. 2 năm nay con đã học rất nhiều rồi. Bây giờ là lúc má nên giao lại công việc cho con. Con thay má làm tốt công việc này nha. Má ơi, thôi má đừng có nói như vậy. Con thấy má còn khỏe mà. Con chỉ làm việc với sự chỉ đạo của má. Chuyện gì con cũng hỏi qua ý kiến của má. Lúc nào má cũng phải ở bên con để chỉ dạy cho con chứ má. Được rồi, đừng có lo con gái à. Má luôn bên cạnh con. Hình như là bữa nay là ngày phát lương cho nhân viên đó. Dạ. Chiều nay má sẽ ký xét cho con ra ngân hàng lấy tiền, rồi con phát lương cho họ nha. Dạ. Đi làm đi con gái. Dạ, vậy con đi nha má. Ừ.